Thưa quý vị và các bạn, hơn 20 năm nay, bà Nguyễn Thị Trung được tín nhiệm giữ chức vụ trưởng thôn Bô 2, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn và luôn được bà con tin tưởng yêu mến bởi tinh thần gương mẫu, trách nhiệm cao trong mọi công việc, hết lòng vì nhân dân. Đây là mô hình chăn nuôi trâu bò nhốt và vườn rau màu của trưởng thôn Nguyễn Thị Trung. Hưởng ứng phong trào thi đua phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới, năm 2019, bà Trung đầu tư hơn 100 triệu đồng xây dựng khu chuồng nuôi nhốt trâu bò. Không những vậy, gia đình bà còn đi đầu trong sản xuất vụ đông, đưa các giống mới vào canh tác. 0,5 hectare giống hành và tỏi Hải Dương được bà Trung duy trì trồng 3 năm nay mang lại hiệu quả cao, đã tạo niềm tin để nhiều hộ trong thôn cùng học tập. Cái gì cũng thế, mình cũng phải nói thực hiện, làm trước, xong vận động tư vấn cho bà con. Lần 1, lần 2, lần 3 thì bà con cũng làm theo, tuy nhiên nó chưa được 100% nhưng mà cũng được 50-60% là đến 70% là bà con cũng hưởng ứng theo cái phong trào. Đồng chí Nguyễn Thị Trung thì là một trong những trưởng thôn luôn luôn hoàn thành những cái nhiệm vụ được giao của ủy ban và của chi bộ. Đồng chí luôn luôn đi đầu trong mọi cái lĩnh vực về phát triển kinh tế, luôn đi đầu trong cái công tác là thực hiện những cái cây trồng mới, những cái con giống mới, tham gia rất là nhiệt tình mọi cái hoạt động trong cái công tác là tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thời gian qua, Khánh Yên Hạ cũng như các địa phương khác đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19. Là trưởng thôn, thành viên tổ phòng chống dịch cộng đồng, bà Trung đã tích cực phối hợp với chính quyền xã, các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tham gia tiêm chủng đầy đủ. Cái việc cập nhật công nghệ thông tin, đặc biệt là sử dụng mạng Zalo và Facebook thì trong việc trao đổi công việc thì bà làm khá là thuần thục. Trong quá trình phòng chống dịch COVID, cập nhật số liệu thì bà làm rất là chi tiết, nên là bản thân tôi được phụ trách trong quá trình tổng hợp của xã thì làm việc rất là nhanh. Những đóng góp tích cực của bà Nguyễn Thị Trung đã được cấp ủy chính quyền xã Khánh Yên Hạ ghi nhận khen thưởng. Tuy nhiên, đối với người nữ trưởng thôn này, được người dân tin tưởng tín nhiệm là niềm vui lớn nhất, giúp bà có thêm động lực, góp sức cùng bà con xây dựng Bô 2 trở thành thôn kiểu mẫu của xã Khánh Yên Hạ.